Tập 9. Ê, Quỳnh làm gì vậy? Quỳnh, Quỳnh bỏ tôi ra. Vậy có xem được chuyện lạ không? Đa tạ. Nè, đúng là có người tới thật. Ai còn tin Quỳnh chứ? Phụ giáo tỷ, phụ giáo tỷ. Tiểu thất, tiểu thất. Gì? Tiểu thất. Phụ giáo tỷ, phụ giáo tỷ, tỷ không sao chứ? Tỷ không sao, phúc lớn mạng lớn, làm gì có chuyện. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng gặp được tỷ. Thế tử điện hạ, hôm đó ta cùng lúc cứu cô và hắn, cô bảo vệ cho hắn rất tốt, hắn không bị gì, nhưng cần thời gian tình dưỡng. Chỗ của tông gì không đủ người, nên ta kêu người đưa hắn tới nơi an toàn, cho tới hôm nay mới gặp lại cô. Tại thế tử điện hạ. Được rồi, người nên gặp cũng gặp rồi, việc nên làm cũng làm rồi, tiễn người ngàn dặm cũng phải chia tay. Đi về hướng tây là thiên sát, về hướng đông là cung kinh, sau này phải đi về đâu hai người tự quyết đi. Tôi muốn đến cung kinh, tiểu thất đi cùng với tỷ không? Để theo tỷ, tỷ đi đâu để đi đó. Thế tử điện hạ đi cùng chúng tôi không vậy? Không đâu, bây giờ ta có việc quan trọng cần phải làm, huống hồ hai người theo ta cũng không an toàn. Quỳnh nói cũng phải. Thời gian qua Quỳnh đã giúp cho tôi, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp cho Quỳnh. Cô không cần lo đâu, cho dù cô có quên, ta cũng tìm cô rồi. Sau khi cô ra ngoài sẽ gặp chuyện nguy hiểm và mới lạ chưa từng gặp. Đây có lẽ chính là tự do mà cô muốn. Nhưng ta phải nhắc nhở cô một câu, từ trước tới giờ muốn có tự do không dễ, cũng không nhẹ nhàng. Đường cô đi không dễ đâu. Trên đời này không có con đường nào là dễ đi hết. Thế tử phải tự bảo trọng. Cô cũng bảo trọng. Phụ giáo tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy? Tỷ 6 tuổi tới Huyện Nguyên Sơn, hiện giờ đã ở đây được 12 năm rồi. Từng ngọn cây cọng cỏ ở đây đã lớn lên ra sao, không ai biết rõ hơn tỷ hết. Phải đó, giờ cuối cùng phải rời khỏi nơi đây. Sao giờ để thấy hơi muốn khóc mà. Ai mà không như vậy chứ. Nhưng mà trời đất bên ngoài rộng lớn vậy, cuối cùng chúng ta có thể đi xem rồi. Đáng tiếc là chú Thúc không thể đi cùng chúng ta. Phụ giáo tỷ, để nhớ chú Thúc quá. Chú Thúc hy sinh rất nhiều vì chúng ta, cho nên chúng ta phải sống cho thật tốt, thay phần của Thúc ấy. Con nhất định sẽ sống thật tốt. Chú Thúc, chúng con nhất định sống thật tốt. Chú Thúc hãy yên nghỉ đi. Chú Thúc, Thúc yên nghỉ đi. Chú Thúc, Thúc yên nghỉ đi. Thế tử suy nghĩ rất chu đáo, không chỉ chuẩn bị người cho mình, còn để lại nhiều năng lượng nữa. Để phải nhớ, nhận ân huệ người sau này nhất định phải trả. Quốc công gửi thư, bổn vương đã hiểu rõ sự việc. Quốc công đề nghị lấy vùng đất nằm giữa hai nước Trường Hãn Sơn đổi lấy Nhiếp Khôn Linh của nước Thiên Sát ta.
triều đình thiên sát ta thấy vậy không thỏa đáng. Trường Hán Sơn trước giờ là nơi Thái Nguyên và thiên sát vẫn đang tranh nghị. Các cứ trăm năm hai nước cùng trị, lấy dùng đất cùng trị đổi quốc bảo chí tôn của thiên sát, chiến thị tuyệt đối không cho phép. Con dân thiên sát cũng không đồng ý, phạm quy luật cùng tồn của ngũ châu. Bốn dương niệm tình hai nước chúng ta giao hảo nhiều năm, hơn nữa quốc công dầm mưa dãi nắng, cúc cung tận tụy. Thiên sát ta bằng lòng cho cá nhân quốc công mượn nhiếp hôn linh, kết giao tình nghĩa quân tử. Dĩ nhiên sau khi đã mượn, quyền sở hữu của Trường Hán Sơn cũng đã được định, thuộc về nước thiên sát ta. Nghe nói con người chiến Nam Thành Tân Dương nước thiên sát, ham chơi nhục chí, không theo phép tắc. Nhưng nhìn chữ trong thư này, rõ ràng là hắn rất gian trá, lại tính toán chi ly được nước lập tới. Lấy ngàn dặm Hán Sơn đổi lấy nhiếp khôn linh, vì hắn cũng dám mở miệng ra. Giờ ta có việc phải nhờ hắn giúp. Không lấy được nhiếp khôn linh, không thể thực hiện được pháp thuật mà điện chủ Phi Yên đã dạy. Vậy nghĩa phụ đổi. Nếu ta không thể giành được dương vị, Trường Hán Sơn có liên quan gì đến ta hả? Một khi ta lên làm quốc vương, chuyện đoạt lại Sơn Hà rộng lớn cũng có thể mong đợi được. Dạ. Hiện giờ ta đang nghĩ nước thiên sát sẽ cử ai đi hộ tống nhiếp khôn linh đến đây. Thiên sát liệt dương đến. Mai phải quay về cung kinh rồi, trên đường phải lưu ý tung tích của Hiên Diên Mật. Xin nghĩa phụ hãy yên tâm, con đã cử đi 300 tên thám tử. Nếu có bất kỳ tin tức về thế tử, lập tức báo về cung kinh. Hiện giờ cũng chỉ đành làm vậy thôi. Phải rồi nghĩa phụ, con nghe nói bệnh tình của đại dương càng ngày càng nặng, 3 ngày chưa ăn uống gì. Nếu không nhận được tin tức gì của thế tử, nghĩa phụ tính làm gì? Chưa có thuật ngự thủy, hắn không thể chết được. Cho nên ta còn cần một người đến để giúp ta. Đập hết những thứ ở đây cho ta. Anh Dương Thảo Kỳ, tiên sinh nhà tôi mang tiền sang vậy? Đừng mà, đập chị. Nè, sao không đến lễ lễ gì hết vậy? Nè, dừng tay đi. Đập hết. Đừng đập nữa. Đừng mà. Nè, đừng đập nữa mà. Các người đừng đập nữa. Thành Phong, cứ mặc kệ bọn họ, tính người thế nào thì đuôi con chó cũng y như vậy. Chúng ta đừng làm thấp thân phận của mình. Nói ai là chó, dám chửi một câu nữa không? Không lâu. Ai vậy? Một lũ đô tài không biết nặng nhẹ, còn dám quấy rầy y thánh. Quốc công. Bản lĩnh lớn thật đó. Lôi hết xuống dưới, phạt 20 trượng. Dạ. Quốc công tha mạng, không phải là chúng tôi cố ý gây chuyện, là tiểu thư đã mời tông thần y đến trị thương nhiều lần, thần y lại trốn không chịu gặp mặt. Chúng tôi cũng chỉ là lo cho vết thương của tiểu thư, cho nên mới ra hạ sách này. Xin tiên sinh dừng bước, lội xuống hết đi. Dừng đi. Đi. Đi mau lên. Đi, nhảy lên. Mời quốc công. Đã làm phiền tiên sinh rồi. Không biết có phải quốc công cũng trách tại hạ không chịu trị thương cho quận chúa không? Ha. Trước đây nghe nói tiên sinh chữa bệnh cho người là tùy sở thích. Chắc là ngày thường Diện Nhi đã đắc tội với tiên sinh, làm tiên sinh tức giận, là bản thân Diện Nhi không có duyên. Mời quốc công.
Nếu tôi muốn hạ độc, chỉ sợ Quốc Công vừa bước vào cửa đã chết rồi. Hà tất lãng phí Tuyết Định Bạch Lộ mới làm chứ. Tiên sinh đa nghi rồi. Trà ngon. Nếu Quốc Công không phải đến đây vì chuyện của quận chúa, vậy không biết có gì chỉ giáo. Ta đi khắp Ngũ Châu, từng gặp rất nhiều danh ni, nhưng người có y thuật cao siêu như tiên sinh đây thật sự là thấy lần đầu. Tiên sinh là y dược đại gia, nhưng mà ẩn cư sơn lâm, qua lại thôn quê, thật sự là rất đáng tiếc. Thật đáng tiếc? Tôi không hề thấy như vậy. Tuy cuộc sống trong sơn lâm không giàu có gì, nhưng có chén cơm bát cháo đã đủ lắm rồi. So với những điều này, điều khiến tôi quan tâm hơn là sống không hề bị trói buộc. Đúng vậy, sống trong rừng có sự thú vị riêng. Nhưng điều người hành y chú trọng chính là chữa bệnh cứu đời. Nếu cả đời tiên sinh ẩn cư sơn lâm, khổ tâm nghiên cứu y thuật dược lý, lại không có đất để dụng võ, không phải đáng tiếc sao? Hả? Có thể đi cùng với ta về Côn Kinh không? Côn Kinh là nơi phồn hoa giàu có nhất của Ngũ Châu. Khoan không kể thành lý, các tộc thương tụ hội ở đây có rất nhiều thứ mới là kỹ xảo đẹp. Chỉ nói trong Dương Cung Thái Quyền, dược thạch tiên thảo do Tứ Hải tiến công cũng trân quý hơn rất nhiều so với giả thảo sơn dược trong Quyền Nguyên Sơn này. Ý của Quốc Công muốn nói, dược thảo trong Quốc Khố Thái Uyên đều sẽ đưa cho tôi dùng sao? Quản Thái Y Cục thay cho ta. Đừng nói những dược thảo trân quý trong kho phòng, nhìn khắp Ngũ Châu phàm là thứ mà tiên sinh muốn có được, ta sẽ cử người đi tìm cho tiên sinh. Quốc Công làm vậy quả nhiên đã chuẩn bị từ trước rồi. Rất mong tiên sinh. Nếu Quốc Công chịu làm theo ba quy tắc của tại hạ, tại hạ sẽ theo ngài về Côn Kinh. Ta đang chờ nghe đây. Thứ nhất, ngài thường ta không thích quyền náo, không thích kết giao. Đến Côn Kinh rồi, những yến tiệc vô vị đều không tham gia. Tiên sinh yên tâm. Thứ hai, trước giờ ta rất kén dùng người, tùy tùng người hầu ở bên cạnh phải do chính ta lựa chọn. Nếu Quốc Công nghi ngại điều này, vậy chúng ta hãy dừng lại tại đây. Sẽ theo ý của tiên sinh. Thứ ba, ta trị bệnh cũng giết người. Nếu Quốc Công lấy danh nghĩa y giả nhân tâm, muốn ta là một ngụy quân tử, giả người hiền, thứ cho không thể tuân theo. Tiên sinh à, nghe những lời vừa nói, tính hai chúng ta thật sự rất hợp nhau hả? Đừng nói ba điều thôi, cho dù có thêm ba hay năm điều nữa, ta đều đồng ý với lại tiên sinh. Được vậy thì tốt rồi. Sư tổ Đế Phi Thiên, chỉ cần ả thành nô bộc của ta, tất cả dễ như trở bàn tay. Lúc ả phá giải được phong ấn ngũ trùng, sẽ chính là ngày chúng ta đại công cáo thành. Cô giáo tỷ, để thấy phía trước càng lúc càng hẹp, có phải sắp hết đường đi rồi không? Thành Côn Kinh ở phía tây, chỉ cần chúng ta đi theo hướng mặt trời lặn, chắc chắn sẽ không lạc. Nhưng sao để thấy nơi này lạnh quá vậy? Tỷ xem, rõ ràng là đang mùa hè mà, nhưng chỗ này lại lạnh. Giáo tỷ nghe đi, tiếng chim ở đây nghe rất đáng sợ. Sao lúc đi lên núi không thấy đệ nhát như vậy hả? Hey, không phải là đệ nhát mà đáng sợ thật mà. Sớm biết vậy chúng ta đi phía đường lớn là được rồi, bị người phủ quốc công bắt đi còn tốt hơn bị yêu quái bắt được. Đừng anh nói lung tung. Là tiếng gì vậy? Có phải tiếng khóc của con nít hay không? Hả? Không phải chứ. Có phải tiếng của mèo rừng gì đó không? Nghe gần giống như vậy. Giữ ngựa giúp cho tỷ, tỷ đi xem thử. Tỷ đi làm đi. Đừng phụ cho tỷ, đừng có đi mà. Để ở yên đây đi. Để thấy sợ. Giữ chặt đó đợi tỷ.
Ai ở đó? Ra đây cho ta. Nô bộc. Nô bộc. Ai vậy hả? Mau ra đi. Đi làm việc đi. Không đúng, người không phải là Chu Thúc. Phù giáo. Đại sư huynh. Trong lòng huynh chỉ có muội. Tại sao vậy? Tại sao muội không đến tìm huynh? Nhà đồ ngốc, ta nói con đường này nguy hiểm vô cùng. Đến đây, ta sẽ dẫn cô ra ngoài. Không phải là lúc nãy đã. Ta không yên tâm cô nên quay lại tìm cô. Cô xem, trong rừng tre này toàn là tà khí. Đi, người của ta đã ở bên đó. Lúc nãy Quỳnh rõ ràng là đã đi rồi. Nhà đầu ngốc, đi về trước một bước, cô đã có thể thoát khỏi nơi này. Bước qua đi. Mau đi về với Chu Thúc. Phù giáo, Quỳnh dẫn Quỳnh ra ngoài. Đi thôi. Trong lòng Quỳnh chỉ có Quỳnh. Bước qua đi. Tại sao Quỳnh không đứng Quỳnh? Là giả. Mà bước qua đi. Bước qua đi. Các người đều nghĩ là giả. Không sao chứ? Tiểu thư, tiểu thư, thiếu trang chủ đến thăm tiểu thư. Khoan đã, đừng có vào đây. Sư huynh, huynh, huynh đứng ở đằng xa, đứng ở đó là được. Hai ngày nay sư muội tốt không? Phụ thân kêu huynh tới đây để thăm muội. Nếu như sư phụ không kêu huynh đến, có phải huynh sẽ không đến không? Sư muội đang nói gì vậy? Giờ muội biến thành bộ dạng này, chỉ sợ trong lòng sư huynh sẽ khó chịu. Chăm sóc sư muội vốn dĩ là bổn phận của huynh, sao huynh lại thấy khó chịu?
lời sư huynh nói là lời thật lòng sao? Sư muội đừng nghĩ nhiều nữa, điều dưỡng thật tốt sức khỏe của mình, hôm khác huynh sẽ đến thăm muội. Khoan đã, sớm muộn chúng ta cũng phải đối mặt nhau. Lẽ nào chúng ta phải nhìn nhau qua chiếc bình phong này mãi mãi, trừ khi sư huynh vốn dĩ không bằng lòng cưới muội. Sư muội đừng nghĩ lung tung nữa. Sư huynh muốn nhìn muội không? Linh trộm sư muội, muội hạ tất phải miễn cưỡng chính mình, huynh không để ý điều này đâu. Thật vậy sao? Hay là sư huynh vốn không để ý gương mặt muội có ra sao? Hà tất sư muội phải nói ra những lời này sao? Phải, là muội sai rồi. Sư huynh, muội không nên nói những lời như vậy. Sư huynh vẫn còn chưa biết phải không? Cô phụ đã cử người quay về thông báo với nhà muội sắp xếp hôn sự. Phủ đệ của chúng ta cũng được chọn ở Ngự Tướng Đài. Với lại cô phụ đã nói mấy ngày nay quan vị ở cung kinh đúng lúc có chỗ trống, cô phụ để đó không cho bù vào, để đợi chúng ta đến đó rồi huynh tùy ý chọn lựa. Được, huynh sao cũng được hết. Chỉ sợ đối mặt muội như vậy sư huynh cảm thấy sao cũng không được phải không? Sư muội mệt rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai cùng nhau khởi hành. Sư huynh, tiểu thư. Trước sau thì sư huynh cũng sẽ thấy thích ta, có phải không? Dĩ nhiên là như vậy rồi. Nếu không phải Thiếu Trang chủ cũng sẽ không cùng tiểu thư đến cung kinh thành thân rồi. Vậy sao? Huynh ấy thật sự bằng lòng lấy ta, chỉ sợ huynh ấy không dám không lấy ta. Tiểu thư, Sẽ khỏi thôi đúng không? Con tiện nhân phù đao đó dám hủy hoại ta, trước sau ta cũng sẽ hủy hoại con. Hồi nãy đệ đợi tỷ rất lâu á, nên đệ rất sợ
sau đó để cắn răng đi vào trong rừng. Ê, nhưng vào trong để mới thấy, thật ra khu rừng đó không hề đáng sợ. Chỉ là để gọi tỷ rất lâu, tỷ cũng không trả lời. Để lại thấy sợ nữa. Nhưng mà cũng may gặp được bọn họ. Phải rồi, sau đó để nghe bọn họ nói, thì ra trong khu rừng đó có mê sương chướng khí đó nha. Ý đệ đang muốn nói, bởi vì tỷ gặp phải những mê sương chướng khí đó, cho nên mới sản sinh ra ảo giác sao? Ừ, bọn họ đều nói vậy mà. Hèn gì. Cô nương. Ê, kỵ tướng quân. Hôm nay không phải nhờ tướng quân nhà ta, e là cô đã chôn thân trong rừng tre này rồi. Ừ. Đói rồi sao? Hả? Cầm đi. Đã tạ. Tướng quân nhà ta nói, trong rừng tre này có thứ không sạch, thấy tỷ đệ hai người đáng thương, mấy ngày nay hai người cứ theo chúng tôi đi, đợi ra khỏi rừng tre này rồi mới tính. Phụ giáo tỷ. À, tướng quân nhà huynh là ai vậy hả? Chuyện này thì cô nương không cần biết. Tướng quân nhà ta đã có việc quan trọng, vốn không nên quản chuyện bao đồng này. Nếu không phải vì tình hình hôm nay khẩn cấp, thôi bỏ đi. Hai người hiểu rõ là được, tuyệt đối đừng gây chuyện. Ừ. Đa tạ. Anh đi. À, tạ kỵ tướng quân. Còn người kỵ tướng quân đó thì còn được, nhưng còn bản mặt quan tài đó. Nhưng hôm nay cũng may là hắn đã cứu tỷ. Hình như là hắn họ Chiến. Ai nói với đệ hả? Nếu như đệ không đoán sai, chắc chắn thuộc dương tộc của Thiên Sát, nói không chừng còn là Dương gia. Xuống núi không bao lâu đã học được ăn nói lung tung rồi. Đệ không, không có nói lung tung đâu. Tỷ xem, tỷ xem cái chuông hắn đang đeo đi. Đệ nói xem, một nam nhân đeo cái chuông ở ngay thắt lưng nhìn mắc cười thiệt đó. Tỷ biết cái chuông đó chính là Nhiếp Khôn Linh, là quốc bảo của Thiên Sát, chỉ có dân tộc mới được đeo nó. Sao hả? Cái chuông đó rất mắc tiền. Không phải là vấn đề mắc tiền hay không, quan trọng là cái chuông đó nghe nói có thể trừ tà tránh yêu. Theo đệ đoán ha, sở dĩ bọn họ không sợ cổ quái trong rừng này đa phần là nhờ cái chuông đó đó. Sao đệ biết chuyện này chứ? Đệ trước khi tỷ và Chu Thúc nhặt đệ đem về, đệ và Gia Gia đã đi lại trong giang hồ một thời gian. À, lúc tỷ và Chu Thúc nhặt được đệ đem về, đệ mới lớn chừng này, làm sao đệ đi lại trong giang hồ được hả? Làm gì vậy? Trời đâu, có phải không? Phụ cho tỷ, để không nói bậy nữa. Để sai rồi, để sai rồi. Trời, không tin thì thôi. Đi đâu vậy? Tiểu tiện á. Đệ đi ở đây luôn đi. Chúc mừng. Thứ không tiễn xa, xin mời. Cáo từ. Cáo từ. Sao thấy con không được vui vậy? Ngày mai là ngày con đến cung kinh thành thân. Trần Nhi cảm thấy việc tới nước này đã không còn theo ý muốn của con được nữa. Dù con có không tình nguyện cũng phải tỏ ra như là tình nguyện. Dạ. Con là chủ nhân tương lai của Quyền Nguyên Sơn, mọi chuyện phải lấy đại cuộc làm trọng. Kết giao hôn sự này là vì để con đến cung kinh mở rộng tiền đồ. Đây là lựa chọn tốt nhất mà phụ thân đã suy nghĩ cho con. Trần Nhi hiểu rồi. Nhớ kỹ, con là hy vọng của Yên gia ta, nhất định phải đạp lên vai của ta để tiến xa hơn nữa. Dạ. Gói liệt hồn tán mà ta đưa cho con còn không? Lúc đó phụ thân kêu con cho phụ giao uống. Cất giữ cẩn thận. Ta biết con không hề thích cô nương Bùi Diện này, đặc biệt sau khi gương mặt bị quỷ,
Trước đây chỉ 3 phần bướng bỉnh, bây giờ là 9 phần độc ác. Lấy nữ nhân như chị làm nương tử, ta biết đang làm khó cho con, nhưng con buộc phải nhẫn nhịn. Đến lúc thời cơ chín mùi, đến lúc của ta không còn giá trị lợi dụng. Phụ thân, quan hệ giữa con người với nhau thật ra chính là lợi dụng lẫn nhau. Con lấy của ta là vì gia thế nhà mẹ của ta. Một khi địa vị của con trong kinh ổn định, theo tính cách của Bùi Diện, sau này sẽ chỉ phá hoại gì của con, quyết sẽ không giúp con. Cho nên tới lúc đó, gối liệt hồn tán này sẽ có ích cho con. Lẽ nào phụ thân muốn con... Con chỉ cần nhớ kỹ một điều, hành sự nhất định phải cẩn trọng. Một khi con đã dùng gối này rồi, buộc phải dùng một con dê chết thay. Nếu như họ không nghi ngờ con, cô ta chết sẽ mang đến lòng thông cảm của tất cả mọi người đối với con. Và lòng thông cảm này sẽ giúp con có được nhiều cơ hội hơn nữa. Không được, phụ thân, cho dù con không thích mùi ấy, con cũng không thể làm như vậy được. Nhân từ mềm lòng không làm được chuyện lớn. Bỏ đi, chuyện này cần phải tính toán lâu dài. Ngày mai con phải khởi hành rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Nhớ kỹ lời ta dặn. Dạ. Tiểu thư, áo khoác của cô đây. Tiểu thư làm sao vậy? Có phải là tiểu thư bị bệnh không? Tay tiểu thư đang run. Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ? Mẫu thân, có phải nứt lạnh rồi không? Không có. Tôi sai người đi lấy cánh hoa đến. Không cần đâu. Dạ nhi, mẫu thân muốn được nghe con hát. Dậy đi. Có chuyện gì vậy? Đưa đây. Đưa cái gì chứ? Nhiếp Khôn Linh. Nhiếp Khôn Linh. Thì ra cái đó đúng thật gọi là Nhiếp Khôn Linh. Quả nhiên là cô biết. Xem ra không vui quan cho cô. Bây giờ giao cái chuông đó ra đây, ta sẽ thả cô. Sao vậy hả? Huynh làm mất cái chuông rồi. Dám trộm đồ của ta còn dám chối trước mặt ta nữa sao? Lá gan của cô không nhỏ đó. Huynh nói tôi đã trộm đồ của huynh, vậy mà tôi còn nằm ngủ ở đây nữa. Tôi lẩn thẩn quá rồi đó. Trên đời có tên trộm ngốc như tôi sao? Cô có ngốc không ta không biết, nhưng đồng bọn của cô không ngốc.
hắn lấy đồ của ta chạy trốn rồi. Tiểu Thất đâu? Tiểu Thất, mau trói cô ta lại. Không bắt được tên tiểu tặc đó, ai cũng không được thả cô ta ra. Dạ. Có thấy nam nhân mặc y phục trắng đội kim quán không? Y phục trắng đội kim quán. Ý, khách quan, có nhìn thấy không? Ồ, hình như tôi nhớ ra rồi. Hình như là về phía kia. Được, đa tạ. Không sao, xin chào quan gia. Khách quan, tiền trà hai dân. Đau, công tử, đau. Ngày càng thích đùa rồi sao? Đau. Không phải học theo công tử sao? Diễn phải diễn hết dở. Tình hình cung kinh sao rồi? Cung đỉnh dùng phòng lỗ trong thành sắp không chịu nổi nữa rồi. Chắc là lão Dương ở trong cung hiên di nhẫn cũng không sống được bao lâu. Còn tài chứng? Hắn ta đã phi ngựa nước nhanh từ Quyền Nguyên Sơn về kinh, trên đường đi thăm dò tung tích công tử. Hình như đã phát bản văn truy nã một nữ nhân bỏ trốn từ Quyền Nguyên Sơn. Nhà đầu đó cũng có bản lĩnh lắm. À, phải rồi, đã bố trí xong người trong thành, hôm nay khởi hành đến cung kinh. Được, để làm gì chính rồi. Bộ râu xấu quá đi. Xấu sao? Cũng được mà. Tướng quân, phía trước là cung kinh. Được. Cô nương đó thì sao? Sao rồi hả? Cuối cùng đã tin không phải tôi ăn trộm cái chuông của huynh. Ta chỉ là không thích ngược đãi nữ nhân. Vậy huynh không sợ tôi nhân lúc huynh không chú ý mà trốn? Được thôi, cô cứ làm thử đi. Tướng quân, thư. Phải đi nhanh hơn, phía sau đã đuổi đến rồi. Dạ. Tướng quân, cô nương đó thì sao đây? Đưa lên đây. Bỏ đó đi, bỏ lên. Sao rồi hả? Tại hạ ngu ngốc, y thuật có hạn. Tất cả các người lùi xuống đi, lùi xuống hết đi. Chương đại nhân. Đại Dương bây giờ thứ tại hạ bất tài. Đại Dương đã từng tỉnh lại chưa?
còn bao lâu nữa quốc công mới hồi cung? Dạ. Có gì mà không nói được chứ? Tôi nghe nói quốc công đã quay về phủ rồi. Quốc công về phủ từ lúc nào? Là tối hôm qua. Sao có lý đó chứ? Đại Dương bệnh vào xương cốt, hắn đương đương là một quốc công, lại không lập tức đi vào cung để thăm hỏi Đại Dương. Hắn ta quả thật là không xem toàn bộ Dương tộc Hiên Nhiên ra gì mà. Xin đại nhân bớt giận, sợ là quốc công cũng đang lo lắng. Lo? Hắn có lo hơn ta không? Nghe nói thế tử Hiên Viên Bân đã mất tích, đã bị kẻ tặc bắt ở Quyền Nguyên Sơn, không rõ tung tích. Ông nói cái gì? Còn nghe nói quốc công đang nghi ngờ đại nhân cử người đi bắt thế tử, nói đại nhân muốn nắm giữ triều chính, không chịu giao quyền thế cho thế tử tân nhiệm. Đó đều là ăn nói sằng bậy, ngậm máu phun người.